Đây có hai chiếc sập ngồi đang chồng nhau quá à. Đó, thì đây là một chiếc nữa này. Trên này một chiếc gỗ hương này. Trong kia là một chiếc gỗ cụ hàng cực kỳ VIP luôn. Đó, bên ngoài này nữa này. Đây là một chiếc nữa này. Thì sập ngồi nhà em không thiếu. Đây, trong này có hai chiếc thì đang đậy bà thôi. Đây là bàn thờ gỗ mít này. Ngoài ra những cái sập mà để rời này chưa lắp thì lúc nào anh em cũng có vài chục chiếc nhá. Lúc nào cũng có vài chục chiếc sập ngồi. Sắp Tết rồi các bác ơi. Thấy quét ăn đều. Đây là một con sập ngũ phúc hương đá 1m8. Vừa xong mọc các bác nhé. Hiện tại trong này còn đang rất là nhiều mặt sập khác. Đây thì một đống mặt sập gỗ hương này, cũng như là bàn ghế sập ngồi. À đây, bên này đồng hồ này, và lộc bình này. Đây là một bộ hoành phi câu đối và đang hoàn thiện cho một khách hàng tại Vĩnh Phúc. À đây là một bộ ghế khá là khủng. Bộ này thì khách hàng ở tại thành phố Việt Trì đã đặt cọc rồi và chờ ngày lấy hàng thôi. Ngoài ra phía bên trong này thì là ngập hàng luôn. Ngập hàng luôn các bác nhé. Không thiếu một thứ gì bên trong này. Đây chỉ là một góc ở xưởng thôi. Một góc nhỏ thôi. Trong này lại tiếp tục là một con sập mai điểu khác. À, đi ra bên phía ngoài này thì còn rất là nhiều nữa này. Đây, phía bên ngoài này thì lại rất là nhiều nữa luôn. Rất là đông quần. À, đây là một bộ tần thủy hoàng quý vị này. Một bộ tần thủy hoàng này. Đó, hai bộ tần thủy hoàng, đang hoàn thiện hai bộ tần thủy hoàng này. À, phía bên ngoài này thì có một chiếc bàn thờ gỗ mít. Một chiếc bàn thờ gỗ mít này thì là với một mức giá thì rất là bình dân. Các bác nhé, các bác nào quan tâm thì có thể inbox em sẽ gửi hình ảnh chiếc bàn thờ này. Đấy, bên này thì là có ghế tần thủy hoàng này, kệ tivi này. À, một bộ cuốn thư câu đối này. Một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ hương đá các bác ạ. Một số gỗ hương đá này. Ngoài ra phía bên trong này thì có mặt sập bàn ghế ăn gỗ hương. Cũng như là đây. Sập ngồi này, hai chiếc đang chồng với nhau này. Và ngoài này rất là nhiều chiếc sập ngồi khác. Đây có hai chiếc sập ngồi đang chồng với nhau quá à. Đó, thì đây là một chiếc nữa này. Trên này một chiếc gỗ hương này. Trong kia là một chiếc gỗ cụ hàng cực kỳ VIP luôn. Đó, bên ngoài này nữa này. Đây là một chiếc nữa này. Thì sập ngồi nhà em không thiếu. Đây, trong này có hai chiếc thì đang đậy bà thôi. Đây là bàn thờ gỗ mít này. Ngoài ra những cái sập mà để rời này chưa lắp thì lúc nào nhà em cũng có vài chục chiếc nhá. Lúc nào cũng có vài chục chiếc sập ngồi. Đây.
Nhìn thấy chỗ nào cũng thấy hàng luôn. Chỗ nào cũng có hàng luôn. Ngập xưởng luôn. Ngập xưởng luôn. Chỗ nào cũng có hàng và người luôn. Không có lối đi này. Bây giờ chỗ này còn không có lối đi. Đi nhờ cái. À, đây là cái khu vực máy CNC. Ôi, chào mọi người nhé. Vậy là sắp Tết rồi.